Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là 21 tháng 10 năm 2023. Nay nhà em lại về hàng, đó là pin Longji hai mặt kính nhá. Hiện tại thì hàng đã vào tới kho quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hai đầu Nam Bắc, hiện tại bên em đang bán với giá là 1 triệu 8 một tấm, giá bán lẻ. Còn các bác mua nguyên ba led như thế này thì giá là 1 triệu 7 nhá. Một ba led nó sẽ có 31 tấm. Đây. Bác nào mua nguyên ba led thì bên em sẽ ship bằng Viettel Post tới tận nhà cho các bác. Một ba led này có trọng lượng là 852,5 kg. Nguyên đai nguyên kiện như này. Kích thước là 2m14, 1m14 và 1m90. 450W hai mặt kính, bảo hành 12 năm, giấy tờ COCQ đầy đủ, hàng Malai, lắp ráp tại Việt Nam. Công nghệ là 9BB. Hiệu suất là các bác yên tâm là 100% là bằng với hiệu suất của Caladian và Zia. Đã test ok rất nhiều hệ rồi. Hàng liên tục về. Các bác mua số lượng nhiều theo 5, 7, 10 ba led thì liên hệ với bên em, giá nó sẽ tốt hơn. Còn giá bán nguyên một ba led là 1 triệu 7 một tấm. Còn bán tại hai đầu tại Hưng Yên, Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên hoặc là quận 12, thành phố Hồ Chí Minh thì giá bán là 1 triệu 8 một tấm, giá bán lẻ nhá. Vậy còn giá nếu các bác mua lẻ, mua 5, 7 kiện thì nó bao gồm cả chi phí đóng kiện và chi phí vận chuyển nữa. Thông thường vì chi phí vận chuyển qua các tỉnh gửi Viettel là khoảng 350.000 đến 400.000 một tấm. Và chi phí đóng kiện là 200.000 cho một kiện, bao gồm tiền xốp với cả tiền băng dính rồi tiền nhân công đóng gói các thứ nữa. Hàng thì nó đi về liên tục ấy. Các bác có nhu cầu thì cứ alo thôi. Bên em thì nếu mà các tỉnh thì có thể gửi xe ô tô. Chi phí gửi xe ô tô là 200.000 một tấm, nhưng mà các bác phải ra đường quốc lộ đón nhé. Ví dụ gửi về Thái Bình, gửi về Quảng Ninh hoặc là gửi về Lào Cai chẳng hạn thì các bác cứ ra Lai Châu đấy, các bác cứ ra quốc lộ thì sẽ đón được. Ra quốc lộ có thể thuê xe ba gác hoặc là thuê xe tải để chúng ta tự đón hàng. Gửi như vậy thì chi phí nó là 200.000 cho một tấm. Còn gửi qua Viettel Post thì chi phí từ 350 tới 400.000 một tấm và còn mất thêm chi phí đóng kiện. Đấy, các bác nào ở gần đường quốc lộ nhá thì là có thể là mua theo kiểu là gửi xe. Đấy, gửi xe khách hoặc là xe giường nằm hoặc là gửi xe tải gì đó thì bên em sẽ tự liên lạc xe cho các bác và các bác chỉ cần ra đường quốc lộ đón. Cái gửi qua đường quốc lộ thì mọi người đón thì phải mang xe bò ra để kéo về này, hoặc là thuê xe tải hoặc là thuê xe ba gác để chở nó về đón ở đường quốc lộ. Đấy, còn nếu trả hàng tận nơi thì nó tùy từng tỉnh nhá. Bác nào mua nhiều thì bên em sẽ thuê hẳn một cái xe tải chở cho các bác đàng hoàng đến tận nhà. Đấy là tấm Longji 450. Ngoài tấm Longji thì có tấm 535 hoặc là tấm Zinco 540 hai mặt kính. Đấy, 540 vẫn còn một ít, còn khoảng chắc còn khoảng hơn 3 led nữa. Cái tấm đó thì chi phí nó đắt đỏ hơn. Thật ra là cái lượng bán ra cũng ít, còn cái tấm Longji này thì ngày nào cũng bán được. Có ngày bán kiện thì bên em sẽ xuất luôn từ kho Bắc Linh nhá. Nếu các bác mua nguyên kiện thì nếu mua nhiều thì bên em sẽ xuất luôn từ kho Bắc Linh. Còn ở về đến Ân Thi này của bên em thì hầu như là đều tách kiện ra rồi như thế này, bán theo tấm. Còn nguyên kiện thì sẽ xuất từ kho Bắc Linh gửi đi các tỉnh luôn, cho lên gửi xe đi các tỉnh. Thì ngoài tấm pin thì bên em có biến tần này. Biến tần thì có nhiều loại lắm, Dyer rồi Lux Power, hòa lưới bám tải, hòa lưới lưu trữ. Hoặc đây là máy Dyer 12kW 3 pha này, xuất xưởng 28 tháng 7 năm 2023. Kiện pin thì người ta đóng gói rất là cẩn thận nhá. Đấy, mua nguyên kiện thì rạch nó ra cũng rất mất nhiều thời gian. Đây, đây mọi người đang rạch ra đây. Bạn này xe đang rạch nhá. Công nghệ là 9+3 nhá. Hàng A đấy, không phải loại hàng B đâu. Nó rẻ thì rẻ, cái này là rẻ là bởi vì do Mỹ cấm vận Trung Quốc nên là hàng không xuất sang Mỹ được thì công ty người ta bán ra. Cơ chế bảo hành bỏ tỏi vẫn đàng hoàng. Để bảo hành được tấm pin thì ví dụ 5-7 năm sau nó bị lỗi chẳng hạn thì các bác mua rẻ thì các bác tự trở đến công ty để bảo hành nhé, bảo hành tại nhà máy Longji Bắc Giang, tự vận chuyển tới tự bảo hành. Còn bên em bán thì ở đây chỉ bán hàng thôi. Đấy, bên em sẽ cung cấp địa chỉ bảo hành hoặc là quy trình bảo hành cho mọi người để mọi người sau này có thể bảo hành được tấm pin. Thế còn chi phí một tấm pin mà giá nó chỉ có 1,7 triệu một tấm, mà cái chi phí để gửi ví dụ như nhà em ở Hưng Yên mà chạy lên nhà máy Bắc Giang mỗi chuyến xe đi là hết 1,2 triệu, vừa đi vừa về 2,4 triệu. Bởi vì là lên đến nơi họ nhận, sau họ đưa vào thẩm định
và khoảng 3 đến 5 ngày sau họ trả kết quả. Kết quả họ bảo họ đổi cho tấm mới chẳng hạn, thì là chúng ta lại mất một chuyến xe lên để vác một tấm mới đó về. Chi phí đó thì các bác ra mua ngay cái tấm mới cho nó nhanh. Để bảo hành được tấm pin thì nó có cả một cái quy trình, chứ không phải là tự dưng mà mang đến và đổi tô tấm khác là không có chuyện. Nó không như là mua mớ rau. Đây là nguyên đai nguyên kiện nó như vậy nhá. Các bác cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc là cần đặt mua số lượng thì cứ liên hệ bên em. Số điện thoại là 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi.